Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ở trong video ngắn buổi tối ngày hôm nay, Tiến Dũng sale giảm giá 1 triệu cho chiếc CD Bow hàng Mỹ. Đặc biệt trong video này, Tiến Dũng sẽ dành ra một phần quà tặng cho sản phẩm này. Đó là bộ dây 3.5 da bông sen Pro End của Ý. Dây này có chiều dài 1,5m. Chỉ giá món quà này là 450.000. Tiến Dũng sẽ dành tặng cho chiếc CD Bow 3.000. Quý vị và các bạn cũng có thể liên hệ với Tiến Dũng để sở hữu dòng dây dẫn có chất lượng rất tốt Roen hàng Made in Italy. Thì Dũng đã thi công lên các dòng dây bông sen, dây ba lăng, hoặc dây bông sen có chiều dài 1m, giá 500.000. Trước mắt quý vị và các bạn là chiếc máy CD, nhiều anh em còn gọi là chiếc đài CD. Đây là remote điều khiển từ xa, remote zin theo máy. Chiếc này hàng của Mỹ và sản xuất tại Mỹ. Với CD Bow, chiếc này có sử dụng với đĩa CD, chúng ta có thể đọc đĩa CD, nghe sóng AM, sóng FM và đặc biệt với máy này sử dụng với ngõ AUX hỗ trợ tín hiệu ngõ vào. Chúng ta có thể kết nối với TV, với điện thoại, với máy tính. Sử dụng thay cho một chiếc loa vi tính, âm thanh của nó rất tốt. Kích thước chiều ngang của Bow 3000 khoảng 45cm, chiều cao khoảng 35cm. Đây là kích thước ước tính. Phía trên này là hai loa toàn giải của Bow và phía dưới này là hệ thống loa subwoofer, loa siêu trầm. Đây là giao diện phía mặt sau của sản phẩm này. Hai bên là hai quai sách, phần vỏ màu trắng ngà rất đẹp và sang. CD Bow 3000, điện 120V, công suất nguồn là 60W. Máy được sản xuất tại Made in USA. Chiếc này sử dụng điện 120V và ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng với adapter 12 hoặc 15V. Kết nối vào ngõ vào này. Dây nguồn zin theo máy. Phía trên này là các cổng kết nối AUX in, mic in, line out. Chúng ta có thể kết nối với điện thoại hoặc TV hoặc máy tính vào đây sử dụng để nghe nhạc hoặc xuất tín hiệu ra một thiết bị khác ở ngõ line out. Phía mặt trên là một màn hình LCD thể hiện các thông số mà máy đang hoạt động. Quý vị và các bạn đang nghe âm thanh của đĩa CD. Sản phẩm này có mức giá thông thường là 6 triệu, thì Dũng sale giảm giá 1 triệu, mức giá còn lại 5 triệu 500 ngàn. Sản phẩm này có mức giá thông thường là 6,5 triệu, thì Dũng sale giảm giá 1 triệu, còn lại 5,5 triệu. Thì Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức một đoạn nhạc CD. Đây là âm thanh của CD. Là khi em thấy nhiều ước mơ. Bây giờ tôi sẽ kết nối với điện thoại để chúng ta nghe. Bật máy sang vị trí AUX và play. Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi. Là muốn là rất tốt trong trẻo. Chúng ta sử dụng phù hợp cho các không gian như là phòng ngủ, phòng làm việc, kết nối với máy tính hoặc kết nối với TV hoặc kết nối với điện thoại. Chúng ta cũng có thể trang bị cho phòng khách sử dụng để vừa trang trí vừa nghe thưởng thức. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe một đoạn nhạc. Em còn chưa lo được nỗi, giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi. Chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi. Giờ theo bước anh em sẽ đơn độc. Rõ nét rất tuyệt vời. Cuộc sống không lo toan. Tiến Dũng xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Quý vị và các bạn cũng có thể xem thêm các sản phẩm của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn tại trang web chính thức tiendungaudio.com.